mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video của Lam ha. Hôm nay Lam sẽ giới thiệu về một dòng xe đang cực kỳ hot và thịnh hành tại cửa hàng luôn. Đó chính là dòng Accenter Yamaha luôn sát cánh cùng ta. Đây là một dòng xe mà theo như Lam biết thì tất cả các bạn cũng đều quá là quen thuộc rồi đúng không nè. Đó, thứ nhất á là về cái mẫu mã của nó thì là khá là ok. Thiết kế của nó cũng không quá là rô rê hết mọi người. Con này á thì là một sơn 3D tại cửa hàng của Lam luôn. Nó được lấy cảm hứng từ con Sonic phiên bản Red Sun màu xin lúc trước á mọi người. Thì khi mà mọi người mua xe màu sơn 3D tại cửa hàng của Lam thì được hỗ trợ giảm giá 2 triệu đồng vì có liên hệ đặt trước cho Lam nha. Rồi, thứ hai đây cũng là màu sơn 3D. Đây nha, cũng là màu sơn luôn. Con này thì Lam thấy giống như kiểu mà của Samurai cho giống kiểu Samurai Nhật Bản á. Được thiết kế rất là đẹp ha. Đây là một cái hình nói chung là nó là một cái bóng đi, một cái bóng của một kiếm sĩ Samurai đó. Thì màu xe này khi mà các bạn mua xe thì sẽ được bảo hành màu sơn rơi vào khoảng tầm một năm, còn mà bảo hành xe là 3 năm toàn quốc tại cái hãng Yamaha luôn nha. Rồi kế đến là màu hồng cho những anh chị nào thích sự bánh bèo và nhẹ nhàng ha. Đó, rất là sang luôn ha. Màu hồng mang cho chúng ta một xíu chi tiết như là thần tài lớn đó mọi người, trao cho chúng ta một xíu may mắn nha. Rồi kế đến sẽ là màu xanh, xanh này có người hay gọi là xanh đầu chuối mọi người. Thì không khác với con màu hồng hồi nãy, con này là màu xanh một xíu, là có nghĩa là nó pha cho chúng ta một xíu kim tuyến á mọi người, nhìn rất là sang luôn ha. Con này ra cà vẹt là xanh bạc đen nha. Lên cho chúng ta một xíu mâm nè, cái mâm này hơi lạ nha, mâm này trước giờ cửa hàng ít lên tại vì này là độ heo cầu á mọi người. Đây mâm nè, mâm nhỏ ha, xuống bánh mâm nhỏ cho mọi người nha. Rồi kế đến sẽ là màu xanh luôn ha. Đây là xanh nước biển hay gọi là xanh dương đó, xanh dương ha mọi người. Đó, rất là đẹp ha. Màu vàng nè, màu vàng thì mẫu mạ nó giống như là con màu hồng hồi nãy cũng là 79 luôn ha mọi người, mà nó khác con hồi nãy là ở dưới đây không có số, ở dưới đây không có một cái chữ á, bên kia thì có đó. Thì kế đến là thần tài nhỏ nha mọi người, 39 ha. Con này thì cũng khá là quen thuộc với mọi người tại vì Lam đã từng review riêng con này á mọi người, từng review riêng rồi ha. Thì ga cà vẹt của nó là xanh đen, chạy một thời gian thì các bạn chán thì các bạn có thể đổi màu, miễn là màu xanh là được, không nhất thiết là phải là màu xanh này nữa ha. Ví dụ đi chạy một thời gian ông màu này đúng không, chán thì mình đổi thành màu xanh da trời nè, xanh lục bảo hay là xanh nước biển, mà những cái màu xanh mà chúng ta thích á thì cà vẹt nó chỉ ra xanh đen thôi. Rồi kế đến sẽ là màu đỏ ha. Có người thì gọi là đỏ mận, có người thì đỏ cherry, nhưng mà ga cà vẹt của nó là đỏ đen đó, rất là đẹp luôn á mọi người ơi. Thì còn có nè đó, màu vàng nè, và màu này là màu trắng bạc ha, màu trắng bạc của phiên bản mới ra của 2023 mình luôn mọi người, mới ra luôn ha. Màu jean này á thì nó đồng giá, tại vì nó phiên bản giới hạn, nhưng mà nó vẫn đồng giá với những con bên kia, nó được khoảng tầm có 46 triệu thôi mọi người đó, rất là đẹp ha. Rồi anh sơ sơ một xíu về Winner X cho mọi người luôn ha. Đây Winner X cũng có nè, màu xanh nè, rồi màu bạc nè, bạc nhám nè đó, còn xong này màu xám bóng nè, rất là đẹp ha mọi người. Thì đó, cửa hàng của Lam á đối với dòng Winner X trả trước rơi vào khoảng tầm là 4 triệu đồng. Giá Winner X rơi vào khoảng tầm 37 38 triệu chưa bao gồm thuế, biển số giấy tờ. Còn Accenter ha thì ví dụ đối với màu sơn 3D thì các bạn trả trước khoảng tầm là 5 triệu. Còn cái con màu jean này á là trả trước khoảng tầm 6 7 triệu nha. Nó đơn giản thôi. Có nghĩa là khi mà các bạn mua xe á thì giá xe của con Accenter nó sẽ rơi vào khoảng tầm 44 45 triệu. Đó là đối với màu jean, còn màu độ khoảng tầm 46 hoặc 47 triệu tùy theo ha, phiên bản chìa khóa hay là phiên bản xịt bánh cấy ha. Còn cái con này phiên bản giới hạn thì nó cũng rơi khoảng tầm 46 triệu nha mọi người. Thì thủ tục góp bên Lam rất là đơn giản luôn, chỉ cần duy nhất chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân là có thể mua được xe. Thì nếu như các bạn có thêm hộ khẩu bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế thì các bạn sẽ được giảm một xíu phần lãi. Thì cần chờ chi mà không liên hệ với Lam ngay, số điện thoại của Lam là 0971 570 522. Nhớ nếu như các bạn có các bạn Zalo đặt lịch trước khi đến cửa hàng thì các bạn sẽ được giảm 2 triệu đồng vì có liên hệ đặt lịch trước nha. Chần chờ chi mà không liên hệ với Lam ngay nè. Xin chào mọi người.